trong nhà phật đặc biệt chúng ta nhìn thấy người xuất gia có những hành trì không như pháp chúng ta có thể phê bình họ không nhất định là không được họ có xấu có ác thế nào đi chăng nữa thì trong tương lai chính họ phải chịu quả báo chúng ta phê bình họ thì tội lỗi của chúng ta không biết là nặng bao nhiêu là nguyên nhân gì thật ra mà nói rất ít người hiểu được hình tượng của người xuất gia hình tượng mặc lên chiếc áo cà sa này bạn nghĩ xem ở bên ngoài đi một vòng sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy hạt giống phật đã được trồng vào trong a là da thức họ vừa nhìn thấy liền biết đây là phật ý niệm về phật của họ liền sanh khởi lên tất cả những việc ác của họ chúng ta không nói hình tượng này của họ sẽ khiến cho vô số chúng sanh trồng thiện căng mặc dù họ có hành vi xấu ác thế nhưng nếu như chúng ta lại đi khắp nơi tuyên truyền về họ khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy tất cả người xuất gia đều cho rằng đây là những người không tốt thì chúng ta đang ở đó tạo nghiệp hủy bán rồi tội lỗi này bạn phải tự chịu trách nhiệm cho nên chúng ta thường hay tạo nhân ác này mà chính mình hoàn toàn không biết chính mình cho là chuyện rất nhỏ mà không nghĩ là điều này ảnh hưởng rất lớn bất luận là thiện hay là ác chúng ta nhất định phải quan sát được thể hội được sức ảnh hưởng của nó lớn như thế nào ảnh hưởng sâu sắc ra sao thời gian ảnh hưởng dài bao lâu khi bạn vừa suy xét đến phương diện này thì tự nhiên sẽ biết thâu liễm chúng ta sẽ tạo ra ảnh hưởng về mặt thiện mặt bất thiện thì quyết định không dám làm đặc biệt là xã hội hiện nay hoàn cảnh chúng ta sinh sống hiện nay sự báo ứng thiện ác diễn ra nhanh chóng vô cùng đặc biệt rất rõ ràng một niệm thiện tâm thiện hạnh thì quả báo thiện lập tức đã hiện tiền rồi một niệm ác tâm ác hạnh thì lập tức gặp tai họa ngay do đó làm sao mà không thận trọng cẩn thận cho được chứ đặc biệt phải lưu ý thận trọng ý niệm khi ở một mình tôi thường xuyên khuyên các đồng tu chúng ta là đệ tử phật sống một ngày tại thế gian thì phải làm trọn trách nhiệm của một ngày trách nhiệm của người đệ tử phật là gì là sự nghiệp của như lai mức độ thấp nhất của sự nghiệp như lai là khuyên xã hội đại chúng sửa lỗi và khuyến thiện đây là trách nhiệm của chúng ta không những chúng ta thường xuyên khuyên bảo mọi người mà chính chúng ta cần là một tấm gương tốt cho người khác xem hay chí ít chúng ta phải làm được một tấm gương là cả đời không nói lỗi của bất kỳ ai chúng ta phải đi đầu trong việc này nhìn thấy người và người chung sống trong xã hội đều là nói chuyện đúng sai hay dở của người xã hội ngày nay vì sao lại như vậy động loạn và bất an đến như vậy là đều xuất phát từ miệng lưỡi mà ra chúng ta nhìn thấy căn bệnh này liền có thể tự mình phản tỉnh liền có thể tự kiểm điểm quay đầu từ chính bản thân mình sửa đổi trở lại đó chính là khuyên bảo đại chúng xã hội sống một ngày thì làm một ngày Ở thế gian này nhất định không sống lãng phí một ngày nào Lãng phí một ngày Chúng ta liền tạo tội nghiệp một ngày Việc tốt có người làm Chúng ta phải hoan hỷ tán thán Lập tức nhường cho họ làm Lão tử của đạo gia từng nói Công thành thân thoái Chúng ta cần hiểu đạo lý này Tuyệt đối không kể công Trích lục từ bài giảng thái thượng cảm ứng thiên tập 85